Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án nhận tóc cần bun nha các bạn. Thì dự án bun này nó có một chương trình Launchpad và Waterlist Giveaway nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot nha các bạn. Rồi các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Join chào nè. Join chào nhóm chat nè. Rồi bấm chat. Mình thấy tổng giải thưởng của dự án này khá là cao người ta các bạn. Tiếp tục các bạn follow Twitter nè. Nay giờ đi quýt nè. Tổng giải thưởng của chương trình này tới 30.000 đô la nè các bạn. Các bạn theo dõi nè các bạn. Like nè. Các bạn tới quýt nè các bạn. Rồi bạn bắt đắp nè các bạn. Rồi. Sao? Rồi bạn bấm. Để mình bắt đắp lại các bạn. Rồi sau đó thì các bạn điền là username tại Twitter của tôi các bạn nha bạn. Để cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn follow Medium và điền là username Medium mình nè. Xem Medium thì bạn follow nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào một đường đen này các bạn. Rồi bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy của username mình chỗ này nè các bạn. Sao chép liên kết username mình này nè, account mình nhân quỳnh 5991 nè, bạn gọi là chatbot. Rồi các bạn xóa chỗ này đi các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ với BNB sở mang trên PS20 trên YouTube Wallet của mình nha các bạn. Dự án này khá là đơn giản các bạn. Làm rất là nhanh luôn. Có 2-3 nhiệm vụ. Rồi này welcome to Idlebot. Lên gọi thì. Rồi các bạn bấm vào account các bạn. Rồi đây là tài khoản của mình nè. Rồi bạn bấm vào cái form lấy link ghép mình chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm thêm tài khoản nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.